Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Đến Tram City nhận quà Melly. Chương trình được tổ chức bởi công ty cổ phần bất động sản Unihome và dành cho quý khách hàng đăng ký tìm hiểu thông tin dự án Tram City từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 và dành cho quý khách hàng trực tiếp đến tham quan dự án ngày 31 tháng 8. Và ngày hôm nay cơ cấu giải thưởng của chúng ta như sau: một giải nhất, một cặp voucher Kim BBQ; một giải nhì, một cặp voucher Hotpot Story; và một giải ba, một cặp voucher Lotte Cinema. Và để tìm ra chủ nhân của những giải thưởng này, chúng tôi đã mời đến anh Ngọc Long, là giám đốc sàn chi nhánh Bình Dương. Xin chào anh Ngọc Long. Xin chào quý khách. Kính thưa quý vị, trước khi đến với chương trình bốc thăm trúng thưởng của chương trình Đến Tram City nhận quà Melly, chúng tôi xin được phép trao giải nhất của chương trình tuần trước cho khách hàng Lê Văn Thanh đã may mắn trúng được giải nhất, một cặp voucher King BBQ. Xin mời anh Ngọc Long sẽ đại diện và trao giải cho anh Thanh ạ. Xin được chúc mừng anh và cảm ơn anh đã đồng hành cùng với chương trình ạ. Và không để quý khách hàng phải chờ lâu nữa, thông tin mà quý khách hàng đã đăng ký đã được chúng tôi chuẩn bị và bỏ vào thùng phiếu. Và bây giờ sẽ mời anh Ngọc Long tiến hành bốc thăm để tìm ra chủ nhân của những giải thưởng này. Đầu tiên xin mời anh Ngọc Long hãy mở khóa niêm phong thùng phiếu và ngẫu nhiên bốc ra một lá phiếu của giải 3, đó là giải thưởng cặp voucher Lotte Cinema. Xin chúc mừng khách hàng Anh Cường, mã khách hàng KH6495, số điện thoại 0902 389. Bây giờ anh Long sẽ bốc ra một lá phiếu nữa, đây là chủ nhân của giải 2, cặp voucher Hotpot Story. Xin chúc mừng khách hàng Anh Lâm, số điện thoại 0903 744. Như vậy chúng ta đã tìm thấy được chủ nhân của hai giải thưởng rồi. Và bây giờ anh Ngọc Long sẽ giúp chúng ta tìm ra chủ nhân của giải nhất, cặp voucher King BBQ. Xin chúc mừng khách hàng Bùi Thị Thủy, số điện thoại 0988 509. Xin cảm ơn anh Ngọc Long và chúc mừng tất cả những khách hàng đã may mắn nhận được quà tặng của chúng tôi trong ngày hôm nay. Thông tin khách hàng trúng giải sẽ được chúng tôi công bố trên website www.unihome.vn và trên fanpage công ty cổ phần bất động sản Unihome. Quý khách hàng trúng giải vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 7 ngày để được nhận giải. Trong vòng 7 ngày, nếu như quý khách hàng không liên hệ với chúng tôi sẽ chuyển nhượng phần quà này cho những vị khách hàng khác. Và xin một lần nữa cảm ơn anh Ngọc Long và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng.